Diệu Hiên xin chào quý khán giả đang đến với tin nhanh 5 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến có chiều dài 1.541 km được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa tốc độ 350 km/h các chuyên gia đều nhận định rằng việc đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam là cần thiết và phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay. Toàn tuyến bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến có 23 ga với cự ly trung bình là 67 km. 5 ga hàng gắn với các đô mối hàng hóa. Từ đường sắt tốc độ cao phần đầu tới năm 2035 sẽ phải hoàn thành và đưa vào khai thác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt giả vé máy bay của các hãng hàng không, đảm bảo lợi ích hài hòa. Các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tân hình về cục hàng không Việt Nam tổng hợp trước ngày 7 tháng 10 để bảo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 21 tháng 10. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành công văn yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm quy định về giả dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt dự án nâng cấp sửa chữa hệ thống đường tỉnh lộ đợt 1 giai đoạn 2024-2025 với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Theo đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, mục tiêu triển khai dự án trên nhằm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023, đồng thời nâng cao năng lực thông hành của cả tỉnh lộ hiện có, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và cả phương tiện giao thông qua lại an toàn, thông suốt vào mùa mưa lũ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Hiện các tiểu dự án trên đang được tổ chức mời thầu thi công, dự kiến sẽ triển khai chậm nhất vào cuối tháng 10 tới và hoàn thành vào cuối năm 2025. Liên quan đến kết quả kiểm tra chất lượng hiện trang cầu phủ lưu của cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân phường Vĩ Gia thành phố Huế cho biết đã có văn bản đề xuất hạ tải từ 5,5 tấn xuống còn 1,5 tấn. Theo phương án này sẽ cấm xe khách trên chỉ chỗ qua cầu, khi mực nước sông Hương có bão đồng cấp 2, cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu cho phép người đi bộ qua cầu. Mực nước sông Hương có bảo đồng trên cấp 2, cấm tất cả người và phương tiện qua cầu, có rào chắn đảm bảo hai đầu cầu. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phương vị gia kiến nghị với các cấp có thẩm quyền kiểm tra, kiểm định, đánh giá chi tiết thực trạng toàn bộ cầu phủ lưu để sớm có kế hoạch sửa chữa hoặc thay mới. Được biết, cầu phủ lưu được xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 1967 và đã nhiều lần được nâng cấp sửa chữa, lần gần nhất là vào năm 2020. Trong khi đó, chính quyền và người dân xã Bình Thành thị xã Hương Trà kiến nghị có giải pháp thay thế cầu treo Bình Thành đã 25 năm tuổi và xuống cấp trầm trọng. Cây cầu treo nằm trên trục đường huyết mạch nội đường tỉnh 12D nối với quốc lộ 49. Sau thời gian sử dụng, cầu đã 3 lần hạ tải từ 15 tấn xuống còn 8 tấn, độ cao cho phép 3,5 m. Với giới hàng hiện nay, rất khó khăn cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa của người dân ở xã Bình Thành, đặc biệt là hàng hóa gỗ dăm xuất khẩu. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phủ Lộc tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược tại cảng xã thị trấn nhằm truy xuất nguồn gốc, phong trọng các loại thuốc giả của thuộc Cefurosim 500mg và thuộc Cefisim 200mg theo công văn của Sở Y tế. Cùng trong đợt này, đoàn còn tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ sở thẩm mỹ và hành nghề y dược, y học cổ truyền tư nhân. Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Thành, sinh năm 1984, trụ tại xã Lộc An, huyện Phủ Lộc, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 12 năm 2021, đối tượng đã lập tài khoản Facebook mại ẩm tình thương, mạo danh một nhà sư thường xuyên làm từ thiện có uy tín. Bằng thủ đoạn lấy các bài viết kêu gọi ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội để sao chép, sửa lại sổ tài khoản nhận tiền rồi đăng vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ, sau đó chiếm đoạt và tiêu xài. Từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 2 năm 2023, Lê Trung Thành đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Khi bị nhiều người phát hiện và tổ giác trên mạng xã hội, đối tượng đã khóa tài khoản, tạo lập cả tài khoản Facebook ảo khác để ra bán hàng hóa và vẽ máy bay trực tuyến. Từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Lê Trung Thành tiếp tục lừa đảo hàng chục người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 200 triệu đồng. Như vậy, đối tượng đã chiếm đoạt các nạn nhân khoảng 400 triệu đồng. Ngày 27 tháng 9, Công an thị xã Hương Thủy cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, đó là Đoàn Thanh Long, sinh năm 1994, trú tại thôn 8A, xã Thủy Phu, thị xã Hương Thủy. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 9, em Dương Huyền Hải B, sinh năm 2014, trú tại xã Thủy Tân, trong lúc chờ em gái của mình đi xem mỗi lân, lúc đi qua đoạn đường thuộc thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, thì bị một nam thanh niên mặc áo khoác màu xám điều khiển xe máy áp sát, giật lấy điện thoại Samsung Galaxy A32 rồi phỏng xe tẩu thoát theo đường tận lộ 10E. Qua quả trình điều tra, công an thị xã đã xác định đoàn Thanh Long là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật nói trên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 5 phút hôm nay của Đài Phát Thanh và Trường Nguyên Thế Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!